Em à, hôm nay có một bất ngờ nhỏ dành cho em. Em nhắm mắt lại đi. Em có cái gì mà bí mật thế, lại còn nhắm mắt đã. Đây, ta-da. Wow, bánh trung thu. Em lớn rồi vẫn được tặng quà. Lớn gì? Nếu mình tâm lý thế. Sao thế? Nhưng mà sao lại là bánh trung thu nhân thập cẩm? Bánh nhân thập cẩm thì sao, ngon mà. Em không ăn bánh trung thu nhân thập cẩm đâu. Nhưng mà bánh này ngon mà, em ăn thử xem. Eo ơi, chả hiểu sao trên đời lại sinh ra cái bánh trung thu nhân thập cẩm được ấy. Anh đi mà. Em không ăn đấy, thì chia tay đi. Em không thể yêu một người nào mà không ăn bánh trung thu thập cẩm như em được. Mày không ăn đấy, bố mày ăn.